Xin chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu về cách trộn bê tông bằng tay đạt tiêu chuẩn nhé. Cách trộn xi măng thủ công không khó, bạn chỉ cần trộn đúng tỷ lệ sẽ đảm bảo chất lượng vữa. Bạn có thể áp dụng theo công thức sau: tỷ lệ trộn xi măng cát đá bằng 1 xi măng cộng 4 cát cộng 6 đá. Nếu dùng thùng B làm đơn vị đo lượng thì sẽ có tỷ lệ pha trộn như sau: bê tông mát 200 kg trên cm vuông, 200 MPa, 1 bao xi măng cộng 4 thùng cát cộng 6 thùng đá. Bê tông mát 250 kg trên cm vuông, 25 MPa, 1 bao xi măng cộng 3 thùng cát cộng 5 thùng đá. Bê tông mát 300 kg trên cm vuông, 30 MPa, 1 bao xi măng cộng 2 thùng cát cộng 4 thùng đá. Tỷ lệ trộn vữa thủ công: vữa mát 75 kg trên cm vuông, 1 bao xi măng cộng 10 thùng cát. Vữa mác 100 kg trên cm vuông, 1 bao xi măng cộng 8 thùng cát. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ giữa cát và xi măng khi tính thể tích sẽ là 3:1 hoặc 4:1. Tiếp theo là cách trộn xi măng thủ công tiêu chuẩn. Bước 1. Lấy xi măng và cát theo tỷ lệ quy định để trộn khô cả hai loại vật liệu với nhau, cần trộn cho đều đến khi được bột hỗn hợp đồng nhất. Bước 2. Trộn cùng nước. Đổ nước vào, hỗn hợp xi măng cắt khô theo tỷ lệ phù hợp. Bạn cần cho nước từ từ vào hỗn hợp này rồi trộn đều. Không nên cho quá nhiều hoặc quá ít nước, bởi có thể khiến cho vữa khô hoặc nhão, khó xây. Chú ý, không nên trộn quá nhiều vữa khô một lúc. Bạn xây đến đâu hay trộn đến đấy, bởi nếu đảo vữa quá nhiều lần rồi để sau sẽ khiến vữa bị chặt lại và gây chảy nước, khiến cho khả năng kết dính của vữa kém đi nhiều. Mọi người có thêm ý kiến gì về vấn đề này, hãy để lại comment bên dưới nhé. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà chọn gói, hãy liên hệ với mình là Hoàng Nam GEC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 401 061.